khấu hao xăng dầu giảm trừ gia cảnh Grab đã bắt đầu thu hộ thuế đối với các tài xế Grabic có tổng doanh thu năm 2019 trên 100 triệu đồng ngay sau khi thông tin trên được phổ biến công ty này đã phải chịu một sức ép rất lớn từ phía cánh lái xe công nghệ nhiều tài xế còn cho biết sẽ chuyển sang chạy cho các ứng dụng khác nếu Grab không có chính sách hợp lý dành cho các bác tài tuy vậy tiếp theo sau Grab một ứng dụng gọi xe khác là Vato cũng đã ra thông báo về việc sẽ thu hộ thuế đối với cánh lái xe theo đó doanh nghiệp này sẽ thu hộ thuế dựa trên doanh thu từ cước phí vận tải và các khoản thưởng của đối tác. Cụ thể, thuế dựa trên doanh thu từ cước phí vận tải được ấn định ở mức 4,5%, trong đó, thuế giá trị gia tăng là 3%, thuế thu nhập cá nhân là 1,5%, với các khoản thu khác, cánh lái xe công nghệ sẽ chịu mức thuế thu nhập cá nhân là 1%, số tiền thưởng. Việc thu hộ thuế được Vato thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của Chi cục thuế quận 1, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý khi VATO khẳng định sẽ dùng ngân sách của mình để thanh toán các khoản thuế phát sinh trước ngày 31-12-2018 trước đó. Nhiều tài xế GrabBuy cho biết họ hy vọng Grab có thể trao đổi với ngành thuế để có chính sách phù hợp nhất với những người lao động đặc thù là cánh xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, trong một thông báo được phát đi sau đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được tính trên doanh thu được hưởng nhân với tỷ lệ thuế, nên các cá nhân không được trừ chi phí, thu nhập của cá nhân trong trường hợp này không phải thu nhập tiền lương tiền công nên khi tính thuế thu nhập cá nhân không được tính giảm trừ gia cảnh